cháu. Hôm nay anh, các con, các cháu và chúng tôi đây dâng một bài kinh nghe trong gia đình. Rồi anh, các con, các cháu sẽ đưa thân xác trong bụng của em ra được an nghỉ ở nhà chờ xin có mây. Thôi em cũng chú cách về rồi thì cũng yên tâm ra đi em nhé. Những sự gì lần nữa em hãy bỏ qua và tha thứ cho con các cháu để em yên tâm và ở trên nước biến hành với Chúa nghe. Sau nữa em đã ở trên gần với Chúa, các con các cháu và những người giúp đỡ mình cũng cầu xin tâm sự với Chúa thì em cũng chuyển lời lên đến Chúa để kinh nghiệm Chúa trả công và ban ơn cho mọi người nghe. Rồi chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin cha và con và thánh thần amen. Rồi xin Chúa Maria, you say, come in you, sing, go, Lord, in Monsignor. Yes, O Maria, you say, come in you, sing, go, Lord, in Monsignor. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu, mà đưa lên Monsignor, chôn âu sầu.
Xin vì công nghiệp đứng nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đun nâu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Cecilia qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đứng nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đun nâu vô cùng đớn. Không còn ở nhà chiến với thư ông ánh thư ông nha. Rồi kết thúc là tất cả đừng quay chung quanh cái cốt chụp một tấm là coi như mình đi chị. Lẹ còn ai ra và rồi xong rồi là đứng bàn nha. Rồi, đứng bào ai thấp thì đứng trước. À đúng rồi, ai quỳ ai ngồi quỳ đi, phải đi nhỏ quỳ đi, quỳ giống như bạn nữ cái kia đó. Đó. Thôi bạn nó thấp quá ngồi cũng được. Lấy hết nhưng mà quan mà đứng sát đứng sau ra sau á phía sau đứng phía sau á nam mà đứng phía sau rồi đó nhìn thấy nha nhìn thấy màn hình nhá quá đẹp rồi chụp rồi bây giờ mới lấy lên bàn thờ. Nha. Con đứng lên đi. Con bé xíu đứng lên. Con đứng lên để con không mất mặt tại vì ông đứng thấp quá, ông lấy lên bàn thờ. Đứng lên một tí thôi chứ mới thấy mặt tại vì ông nhìn lên chỗ bàn thờ của ông bà kìa. Ông bà cố mà nội ngoại gì đó. Rồi chụp này. Rồi.